Úi giời, một phát ăn ngay. Đây rồi. Úi giời, một phát ăn ngay. Đây rồi. Úi giời. Mày chạy đâu? Vừa. Mày chạy vào mắt. Bò luôn. Mày. Lên. Lục Phương Thảo Phết Sinh, chuyên cung cấp cần tay bạo lực 8H10H cao cấp. Anh em đặt hàng liên hệ ngay Zalo 0925526083. Thật sự mấy anh em mà đợt mùa đông này cá nó thật sự các bạn cá ít ăn thấp ấy. Em có hôm em đi ngồi phải đến 5 hôm thông mà em ngồi từ 8 giờ mới ngồi đến 5 giờ chiều, không có nào cắn luôn. Đúng 5 hôm thông anh em, lạnh được một rồi, lạnh quá. Hôm nay trời nó tiết trời còn ấm ấm, có đá tím mưa phùn, tiết trời ấm ấm khả năng đi còn dễ được hàng, nhưng lạnh quá cá không ăn luôn, kiểu nó toàn súng, nó súng bùn nó lấp sao anh em ạ, đánh khó cái khủng luôn. Mùa này anh em đi câu nó khoai lắm, nó không như những thời tiết mùa hè thì cứ kiểu như là trời nắng to mà mát trời nó ăn ngay, thời tiết này khó nhai thật sự anh em, thời tiết này cực kỳ khó nhai luôn. Tào lưỡi của ông hãy vứt ngoài đây. Chết giỏ. Hôm nay đi quên không cầm ghế anh em ạ. Đau đầu. Quên không cầm ghế. Này đánh phao xanh đi. Phao cánh xanh. À, nhiều anh em bảo là em tặng cái lụ này về không biết làm gì, là các bác tháo cái cánh ra để cắm lụ nhé, chứ không phải là để cả lụ cắm đâu. Đây nhiều anh em cứ tưởng là tháo cái này, thật ra là tháo cả cánh để cắm cái lụ này vào các bác nhé. Các bác lại nhầm. Cái lụ này là các bác thay bằng cái vào cái cánh này các bác nhé. Đấy, tháo hoàn cánh này ra. Đấy, còn đây là cái chỗ này là nó để cả cắm đạ quang em này. Đấy, các bác cắm đạ quang câu đêm cắm ở chỗ này nhé. Đấy, còn đâu là bây giờ thật sự các bác là chẳng ai chơi phao pin đâu. Cái phao pin nó tốn điện cực kỳ luôn. Cái phao đấy thay điện, thay pin liên tục. Và con tua bây giờ một là người ta chơi đàn, hai chơi đạo quang nó còn bền hơn. Hôm nay không biết này có làm cái trò trống gì không anh em ạ. Thì câu nói chung là nó mùa này nó là hên xui. Anh em ở miền Nam thì mùa nào cũng có thể đánh được, nhưng miền Bắc mùa này là khó câu lắm. Nhiều hôm thật sự anh em, nhiều hôm trời cực kỳ rét. Nghĩ là cá không cắn đâu nhưng mà nằm ngủ ấy, nằm ngủ mãi không ngủ, chằn trọc lại vác đồ đi câu. Kiểu có cái thời điểm là có cái thời điểm mà mình nghĩ là cái tầm đấy cá nó không cắn rồi. Ví dụ mùa đông này thường thường nó phải từ 5 giờ chiều ra bắt đầu tối cá nó cắn. Nhưng mà lúc nó tầm khoảng 1 giờ ấy, nằm ngủ ấy, không ngủ được lại vác đồ đi câu. Thế em khổ ấy, chung là đam mê thì nó là vô tận lắm anh em ạ. Mấy này lạnh, cảm giọng nó vẫn khàn khàn, các bác thông cảm nhé. Rồi ok, ra cần phao đánh thử này. Rồi bây giờ người ta ông bơi thuyền may, người ta bơi cũng hơi xa, nó cũng không động lắm chứ bơi mà sát đây là động là khó câu anh em ạ. Trời này nó mây mù quá. Này, các bác nhìn xương sầm sầm này, với lại đá tím mưa từ nãy giờ cứ đá tím mưa tăm tăm. Cây cối còn ướt rớt đây. Buổi sáng sớm lạnh các bác nhìn. Đấy, còn ướt này. Úi dồi, tí ngã anh em ạ. Đánh ở những vị trí này khả năng anh em đánh bằng lưỡi thường nó đỡ tốn, nó làm đá này mà các bác mà không căn được vị trí trước là thò cái mất lưỡi đấy. Ui, sâu lắm. Cái này nó ở 2 đến 2,5 mét nước chắc. Nhưng mà cần 46T này thì nó cân được hết anh em. Cần 46T này tuy nó chỉ là 8H thôi nhưng mà cái lực nó phật căng lắm.
anh em có phật bắt nhẹ nó không thể gãy cần được. Nhưng đánh đục bằng kê 46T này thì nó cực là cực kỳ chất luôn. Đánh sâu thì đánh sâu quá thì độ cứng nó không đạt. Còn đâu anh em đánh khoảng 4 mét nước quay lại cây này cứ phật vụt bẹt nhè. Lưỡi 12 phao to, phao 20 đánh được. Không thể nào mà hỏng cần được. Đấy, này là ok đấy anh em ạ. Cánh nổi này ok đấy. Cho thêm tí nữa đi. Này dưới 2m7 các bạn ạ. 27, 28 đấy. Quá sâu luôn. Đó, con này nào đẹp đấy. Đánh vụt thoải mái, nhưng cần này có vụt thoải mái. Bây giờ xào ổ đó. Này xào ổ. Xào ổ xuống đánh em ạ. Vào đây. Vào đây. Xào ổ đánh nhấc bó mồi. Ok. Em mình nhịu hoa đẹp chưa? Những giọt nước mưa còn đọng trên cánh hoa này. Iti. Đây rồi, úi giời, thế là bóng. Ê xìa. Còn đẹp quá nhỉ. Quay lạ giật quả cảm giác chắc ăn thế mà lại hụt được anh em ạ. Tài thật đấy. Con đấy cho đóng một đôi cho ấy. Hơi cao rồi. Nạch ổ. Con đấy nó vừa kéo cái phao thì chặn nó chạy lên. Nó chuẩn. Mày chạy đâu? Vừa. Mày chạy bỏ mắt. Bỏ luôn. Mày. Lên. Vào đây. Mày chạy đâu? Lên. Vâng.
móng đánh chất thật các bác ạ. Này anh em mà đánh xong ấy về mà nó có cái thì xét này có này. Đấy, các bác phải lau đi là hết nhá. Cái đen đen này. Lau qua xong bóng có nhìn nhá. Để lấy nét rõ bác xem này. Đây, lưỡi AK nó cái ưu điểm là cái này nó không bị mài mòn luôn đấy. Cái đen đen lâu lâu ấy về lau ấy là hết luôn. Rất bóng luôn, sáng bóng luôn các bác nhìn nhá. Nó biết lâu lâu đấy. Đây, anh em nhìn này. Cái này nó không phải thì xét đâu các bác. Nó bám vào lớp bên ngoài đấy. Mỗi lần mình đánh về mình lau cái cạo ấy lại hết lại sáng bóng như bình thường các bác nhá. Lưỡi này đánh nó mới là chất, đánh cực kỳ bền luôn. Được con vợt anh em tôi bắt rồi. Cho tí than vào nướng luôn anh em ạ. Bỏ chảy than. Nướng luôn cho nó ấm. Anh em dọn luôn cái chỗ này nướng các bác ạ. Và phía là mấy mảnh bia ấy. Chạy được cái than này nó ngay như kia người ta bán. May quá. Mua luôn anh em, chuyển luôn. Vừa câu vừa lướng các bác ạ. Anh em tôi định chui vào cái chỗ bụi cây đàn không nọ cơ mà nay nó còn sớm quá, phải câu tiếp. Mới được một con. Cho những viên to to này. May quá bật nửa khò quá này. Xì ra trái này. Cái này đợt này mưa nó ẩm ẩm nó cũng khó cháy đấy. Mưa ẩm ẩm nó khó cháy các bạn ạ. Cái để cháy nên ok đấy. Than hoa nó cũng bắt lửa nhanh lắm. Vừa ngồi vừa ấm lại. Có cá nướng câu được lâu, này câu nó đến tầm giờ chiều vậy. Ở trên đó rồi. Nhà mày kiểu mỗi con cháy thì mình chất cái này tắt bên trong. Lửa bắt đầu cháy hồng rực này anh em này. Đấy. Giờ anh em tôi đi bê hai đá kê này các bác ạ. Kê để chỗ các cá. Ui, cây cối ở mắc. Đấy, kê này. Nằm họ tí đặt mấy cây, tôi vừa chặt được mấy cây anh em này. Về mấy hòn to to đó. Đặt hai bên là ok mà. Bên đây một góc nữa. Ủa. Đây, đặt hai này. Đấy. Ôi nghiêng. Thoải mái. Rồi, ok. Gác mấy cây này anh em nhé. Cây này chỉ có gác thôi. Gác cái này tí cá xoay lật cho nó dễ. Đó. 3 4 cây đến này là ok các bác ạ. Cây này hơi cao nhỉ. Cây này cao quá. Nhưng không sao. Rồi. Giờ mặc dù mới được con đầu tiên nhưng mà thôi. Cho đặt hình luôn. Nướng luôn anh em ạ. Nướng luôn tí câu ngồi tiếp. Ai trời. Này phải đập cho nó chết đi. Đập nó chết anh em ạ. Chết này. Đặt lên như này coi nhá. Thấy chưa? Đấy, nó phải thế. Vừa ấm cúng lại. Vừa có cá lưỡng. Cho thêm than.
Nướng này nó mà chuẩn bài đấy anh em ạ. Sáng nay đi vẫn trơn sáng. Rửa tay á. Này ta cho qua nhé. Gà chín thơm. Wow. Gà đã chín thơm rồi anh em ơi. Gà này nó chín đều các bạn. Anh em mình về không? Con này nay gặp em nó sống rất là may mắn, đầu năm gặp em này cực kỳ may mắn, hóa kiếp làm kiếp khác không phải làm kiếp cá nữa. Cuộc sống rất phải làm cá cho người ta đi câu nó khổ lắm. Lên hàng khoảng ra nó xuống thật các bạn, đã quá. Xuống mồi nhanh, tay chân vẫn còn run anh em ạ. Phê. Đóng nó véo véo véo, phê thật. Cần khỏe rồi nó sướng. Cảm giác đánh bo sống này nó mới sướng anh em ạ. Bo sống mới sướng. Một phát ăn ngay. Rồi. Đấy, phát ăn ngay anh em. Ngay anh em ạ. Ê sao mày chưa chạy vào mắt. Đẹp đấy. Còn hàng này bự luôn anh em nhé. Lưỡi lưỡi nằm đâu. Khi nó kéo phê thật đấy. Wow, nó kéo phê quá anh em ạ. Ấy trời. Mày đây. Ok. Bỏ lưỡi nùi nùi ra anh em nhé. Hồi này nắng chỉ tỏng bằng tí nữa, dính vào tay thì tổng hình đấy. Cứ nằm yên đấy. Nằm trên đây cho mày có dậy cũng vẫn chết. Rồi, ok anh em ơi. Làm to chưa? Cho vào túi anh em ơi, phê quá. À, anh em nhìn hạo cụ tổ kìa. Con này đã luôn mát trời. Đã thân mạnh. Con rô phi to phết các bạn. Con này nó phải được khoảng cân 2 anh em nhé. Rơi khoảng cân 2 đấy. Rô phi này cực kỳ to luôn. Đánh ở đây trước em đánh rất nhiều hàng to. Nó lắm này quay lại đây lại may gặp hàng. May mắn lại gặp hàng. Chưa thở đằng kia mấy ông đang đi thả lưới này hỏng rồi.
đều đẹp chưa? Này chờ lóc nước khô nữa là ngon luôn đấy. Lửa cháy to. Công trình chuẩn bị đi vào giai đoạn hoàn tất. Và nhà mình ướp mỡ này, sủi ngon chưa? Cái này cá này em cứ nướng trên lửa thoải mái, không sợ cháy đâu. Nó cái lớp vỏ, cái vỏ nó dày lắm các bạn, cái lớp vảy đấy. Đấy anh em bóc hết ra bên trong cháy như thịt gà luôn, ăn rất là phê. Lửa cháy này, đốt lửa thoải mái các bác nhé. Bây giờ em đang ngồi câu tiếp, đánh tiếp đây. Đây các bạn nhìn này, cá này nó chín thơm hết rồi. Wow, anh em nhìn này, từng cái thớ thịt này. Ý giời, các bạn nhìn nó khô, thớ thịt này ăn à. Đói quá, sáng nay cũng chưa ăn sáng các bác ạ. Đây anh em có bê kia đặt các bác nhé. Ngon chưa anh em ơi? Wow, hay dính cây. Nhưng mà không sao, không sao. Ok luôn. Ok luôn anh em ơi. Thả thôi ạ, thôi ạ, thôi. Ui giời. Tuy là chuối nó có ướt nhưng mà anh yên tâm là sau nó còn cái lớp vảy rất là dày đó nhá. Tí anh em bóc cái lớp vảy ăn ở thịt bên trong. Đã quá. À. Đây anh em ạ, này tôi mang bia các bác nhá. Tôi thả ít ớt cho vào. Này ăn cá cứ phải cay và chua. Đó, cứ cay và chua anh em. Đấy, lấy quả ớt thì ngoánh ngoánh là đẹp không? Này hôm nay em tôi lại xay bí thì các bạn ạ. Ui sao. Rồi, ngon đấy. Chiến lắm. Cái này lít cả chai. Quên của em mua đá này trong cốc. Lít cả chai, em đốt lít cả chai luôn. Ấy chà. Ui sao. Uống một tí đây các bạn nhé. Mời các bác nhá. Mời các bác uống bia anh em tôi nhá. Bia ngon quá. Mát. Thêm quả chanh à. Ngon nhá. Kiểu đúng kiểu cá nướng bờ sông. Để quá các bạn. Nào uống nè. À, anh em uống bia anh em tôi nhá. Phê thật. Anh em thì thớ thịt này có sướng không? Bên ngoài đổ nát hoang sơ à. Bên ngoài nó cháy này các bác nhìn, nó chỉ cháy nữa bên ngoài, bên trong thịt khô tai. Quá. Bởi sao cá vược đắt anh em? Bởi vì cá này ăn nó ngon hơn những loại cá khác rất nhiều. Tuyệt vời. Quá là đã. Trình chiến thôi anh em ơi. Này cứ chua cay phê thật. Tính em tuổi uống hết cái chỗ này các bạn. Đấy uống hết chỗ này nhá. À uống này. Cá nướng ăn nóng này mới ngon. Này coi nhỉ, thịt cứ hàng tảng một như thịt gà.
Hai anh em ăn con này là vừa. Còn chưa to bạn nhỉ? Chưa to. Anh em tôi ăn đã hết nửa con đặt đi. Con này nó rơi trong này khoảng hơn 2 cân anh em. Điên cái cây 46T quá nhá, cái bác nào đang sử dụng cây 46T đấy. Cái con này bác nhớ cũng phát ra lên bờ ngay. Kể con 2 3 cân bác nhá. 3 cân rưỡi 4 cân bác cẩu lên ngay thì sợ nó toạc thịt nó mất cá thôi. Nhưng mà đánh cái loại cần này nó cực kỳ trâu anh em ạ. Cây này là cần nội địa Đài Loan anh em nhé. Cực kỳ trâu luôn. Đấy hiện tại cái hàng này bây giờ nó thị trên thị trường em thấy nó hàng nhái cũng nhiều đấy. Có bác mua thì em cho cái link mua trên Alibaba ấy, thì hàng nó chuẩn nó xịn, đánh không bao giờ hỏng, giật lục bát nhà không bao giờ sợ lổ nóng các bạn, đấy rất là sướng. Mình mua sợ các bác mua chỗ nó không uy tín thì đánh cái nó gãy ngay thì là tiền nó phí nó mình gần như là mất 2 lần tiền các bạn. Đấy mua cái này nếu mà hàng Trung Quốc các bác nhá, hàng Trung Quốc nó rẻ lắm, hàng Trung Quốc cái này nó chỉ có mấy trăm nghìn thôi, bác đánh vẫn nổ ấy, trong lại phải mua một cây mới bằng cây này thì nó tốn gấp rưỡi tiền. Anh em mình không biết là cứ nói chung là cứ thấy rẻ là mua đấy. Thế rẻ mua thì thường thường các bác hay mua hàng fake, đánh cái nổ mất cần rất là phí, gãy mất cần rất là phí. Mình mua hàng này đánh này bạch nhà cháu giờ gãy cần, cái loại cá vược cái này các bác nhá. Cái đu thoải mái luôn. Kể riêng cái dòng mà 8m1 đổ lên các bác, cái cá chấm đen khoảng trên 10 cân các đu thoải mái luôn, không bao giờ gãy được. Cần này đánh không bao giờ phải bảo hành, nói chung là cái bảo hành nó chỉ là cái hình thức anh em ạ. Mình mua cần về mà đánh bao hôm ấy nó gãy thì mang bảo hành rất là mất thời gian, mà đi câu không tự tin. Dòng mà bán gần người ta không phải bảo hành đấy nó là cần chuẩn lắm ạ. Đánh bo thoải mái, vít thoải mái chóng là gãy được. Nó xịn, chung là cần Đài Loan em đường thấy là nhiều mẫu đánh rất là khỏe, rất là xịn. Uầy, cá này các bạn nhìn này. Bò phát chết luôn. Cứng cực. Đấy. Chết mà. Nguyên thớt luôn. Cá ăn ngon thật anh em ạ. Dòng săn mồi vào thịt cũng ngon. Nào anh em uống nào. Các bạn uống bia anh em tôi ạ. Thể quá. Dòng suối nó thì hôm nay mới là đã các bạn. Thôi, anh em tôi về quá, hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo nhé. Người ta vừa đánh lưới nhiều quá, cá nó không cắn đâu. Bèo biết nó chui đầy. Về thôi anh em ạ, đầm mỗi đồ phi cầm về này.